nó vẫn ở đấy mà. Con béo bé lắm. Thế thêm đầu kìa. Con béo á. Làm như thế thôi. Đi công nào đi. Đi đâu? Đi đâu có 4 nha em. Có, đây. Có một thằng nào công được á. Đâu? Awesome. Cũng được mà, không thoải mái. Đấy vẫn ở góc đấy. Đi chơi nó luôn đi, ăn được cái thỉnh đó đó. Yeah. Nó đang xuống này. Đúng không? Đúng 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 là dập mạng lưng chữ hả? Thì đấy là nó đang xuống là gì? Mà chết, tao biết đâu mày con ạ. Cẩn thận tầng 1, tầng 2 nha. Ben chết chết tầng 1. Em lên tuần chết tầng 2. Hãy nổi kêu chết mấy ông ấy lao lên luôn. Nó tầm giữa mà, nó chưa xuống kịp đâu. Không, ý là kiểu sợ có người. Ông hiểu không? Mình nhìn lát, mình nhìn được xuyên cả cái này mà. Đúng rồi đấy cậu. Đây. Chúng nào trên? Chúng mày. Chết cò ạ. Chết. Đây, ngay trên này. Trên nóc luôn. Ui, xăng 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 xăng. Đùa. Awesome. Hết hồn. Mà bố này nhiều vãi. Có hồn này có hết rồi. Mẹ đây. Em lại mày mở cái máy mua hàng không? Cô bạn, ông làm nhắm lên đi. Em nhắm lên nó xuống. Bé này cho anh xin một súng. Đây anh ơi. Không ném được anh chip ơi, không nên ném. Cho nhiều anh đấm cho ấy. Dạ. Ba chung. Lên được. I got supplies. Lên được á? Lên được. Ui, lại nữa. Em ném nhưng mà nó cứ vào trong thôi. Thế có thằng nó bay lên kiểu gì á? Em ném nó cứ vào trong rồi. Ủa xe đi, xe đi, xe đi. Ủa thằng Lê Văn Vượng cười ha ha. Ôi. Xuống dưới luôn, đừng để nó lên. Nóc mấy rồi, gạt mấy rồi. Nóc 2, gạt 2 rồi. Anh Minh ơi, anh em mình vù bóng xuống chơi nó. Thế là đồng Ben. Đó, cho em vù bóng rồi. Nhà hãy tiếng chân luôn nè. Nóc rồi, còn thằng nữa. Bốn thằng à? Bốn hay ba vậy? Ai biết. Bốn mà. Tuấn nhìn nhầm rồi. Ba. Awesome. Ba. Ba. Ê, ô. Có xe đến. Watch out. Bất chấp nhận ốp. Yếu cực luôn. Ơ, vậy nó đi à? Nó đi. Không, không, không. Bốn thằng nguyên. Bốn thằng mới. Nhưng mà nó đi nó không vào đâu. Đi ạ. Xe giống xe mình này. Kêu cho nó dừng rồi. Nhà vệ sinh kìa. Ai, rất là mệt mỏi với cái trụ cột này nha. Trông hết cả mặt. Thề, trông hết cả mặt luôn. Nó đi đấy.